cháu, hôm nay con mới đi học về và con nhận được tin vui. Đó chính là bạn Sumo tặng cho con đồ bếp nấu ăn. Bây giờ chị ba với con sẽ mở hộp này ra xem thử bên trong đây có gì nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở thôi. Em mở cái bên kia, mở bên kia nha. Mở ra, mở ra. Đâu cho chị ba. Gõ siêu. Rồi tiếp theo. Wow, chị ba ơi, đẹp quá. Cái gì, cái gì, cái này là cái gì? Cái này là cái nồi, đúng không chị ba? Cái này là một cái nồi nha. Rồi tiếp theo, cái này là cái gì? Này là cái xô. Tiếp theo thôi. Này là cái gì? Đây là cái nắp. À, cái nắp đẩy cái này phải không? À, đúng rồi, cái đúng nắp rồi. Đẩy chảo. À, chảo dính dính. Không thấy sai sai đó cái này á. Từ đúng rồi hả? Cái này. Vô cái này các cô chú ơi. Wow, đẹp quá. Kỳ á. Chị ba tới cái này nè. À nè. Tới cái wow. Bình siêu tóc. Tới trà uống. Chị ba có cái ly nè. Hai cái ly lận. Là hai cái dĩa à? Hai dĩa, hai dĩa mini. Có hình con cá này các cô chú. Để đó kìa. Ê, cái chén luôn này các cô chú ơi. Ờ. Ê, nó trẻ quá. Ê, cái này bằng ngủ hay chưa ba? Ờ, cái này bằng ngủ. Bóc siêu. Rồi, bây giờ chúng ta gỡ ra hai. Mình sẽ bóc siêu mấy cái đồ dụng cụ xào. Wow. Wow. Ba, trong đây có cái gì nữa nè. Ấy. Là cái gì vậy? Ê, trong đây có quả trứng. Trứng này là trứng gì? Trứng ấp la. Đúng rồi. Bỏ vô đây ăn. Cô biết cái này làm gì không? Dạ không. Nó lấy gì vậy? Này là quậy quậy đồ. Quậy đồ ăn hả? Còn cái này là cưng biết hả? Dạ biết. Đó là cái dao. Còn cái này. Múc lên ăn. Múc mấy cái đồ mà gần giống như chảo á. Dạ hết chị. Cái này không biết là cái gì nè. Cái gì vậy? Ủa cái này là cái gì vậy? Cho em mượn ơi, cho em coi ơi. Máy cắt à? Ủa, máy cắt hả? Cái đồ cắt pizza. À, cắt pizza. À, cắt pizza. Caramel này biết. Còn cái này là gì? Caramel. Cái này là... ấy hả? Là gì? Không biết. Thôi thôi rồi, cái này ta gọi là cái nỉa hay cái xỉa? Cái sạn. À, cái sạn. Đây, cầm. Này là gì? Cái giá của canh. Giá của canh. Cái này vẫn chưa biết là cái gì nha. Tại cái này là để đập trứng ốp la ra rồi xong cái nghiêng cái chừng chồng trắng ra, lấy chồng đỏ thôi. Rồi tiếp thôi. Wow. Cái đó mới hấp dẫn đó. Wow. Ôi đỡ đồ nào vậy chị ba? Đỡ đồ không chị ba? Cứng. Cứng. No. Dùng hàng tầm đại hàm đạo lẹ lên. Răng đâu? Wow. Rồi. Cái gì đây? Wow, một này là cái gì? Không biết luôn á. Ái cái đầu xiên vô thịt á, viên xiên vô tôm á. Vậy hả? Được mấy cây xiên? Sẽ có 3 cây xiên. 3 cây xiên. Nè, 3 cây xiên nè. Có hình chiếc lá nè. Đây là gì xong? Xong là xưởng. Chích. Còn này. Ê, thịt gì trong nước ngoài nè. Thịt theo ba chỉ, thịt bò vậy. À, đúng rồi. Thịt theo ba chỉ. Rồi tiếp thôi. Ấy, cái này đâu gắt. Chưa. Cái này là cái đầu gắt thịt. Gắt thịt. Để nướng. Nè. Cái này là bắp nướng. Nó dính nhau. Hai cho em dính liền. Chị ba nó dính nhau chưa? Trời đất ơi. Ủa cái cánh gà luôn. Đâu không coi. Ủa cái cánh gà luôn. Ăn thử đi xuống. Thật là tình hoàng. Ôi cứng quá. Là gì? Cái này là cái nồi. Cái lò nướng. Ê có tờ giấy nè. Để chúng ta làm nữa nè. Đúng không? À đây nè. Gì nè. Gắn vô đây. Ủa đâu? Mình sẽ gắn vô đây. Có hai cái lỗ nè. Ghém vô đây chị ba. Cái này là mình sẽ. Đúng không? Ở đây nè. À nè, cho mọi người. Ủa phải không ta?
đúng rồi tàu lửa ha. Cho mọi người thấy nè, tàu lửa nhân tạo. Mình đánh chim ăn tính chất minh họa thôi. Đây rồi, để lên rồi, để qua đây. Rồi tiếp theo có gì vậy? Anh cho ba lấy này thử đi. Chưa, mình lấy cái này trước nè. Wow, một cái chén nè. Ủa ai đã ờ thế đây đúng rồi, đúng rồi. Đây hai đôi đũa, vừa đủ hai mình ăn. Người ta đâu? Này là gì đây? Cái ly ly hiệu con cá. Đổ nước vô đây uống. Uống ngon. Bọn này là gì? Tiêu đúng không? Ủa sao không có chữ sao? Là cái trà đâm tiêu đúng không? Trà đâm tiêu. Không phải cái trà đâm tiêu. Trà đâm tiêu là cái giọng gì nè? Chứ phải là cái gì? Tiêu gia vị. Cái tiêu gia vị mà. Còn nó là cái gì vậy? Cái đó là cái đồ đâm á. Đồ đâm. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi sau đây là cuối cùng. Cuối cùng à. Một cái bếp điện từ. Cái này xài pin nha. Chị ba. Đâu, cái nào mở lên nha. Là cái khúc nút nè. Đó. Nè, anh chỉ nè, bây giờ chị ba bấm vô đây. Bấm số trước. Bấm số. Mày phải bấm trước, mình sẽ bấm vô cộng. Cái này là sẽ tăng nhiệt độ. Tăng nhiệt độ lên là để nóng ha, bếp từ đó. Vậy đây cái bấm này. Cái đó là cái gì? À, giảm âm lượng hả? Dạ. Yeah. Quá xuất sắc. Ừ, nó nghe cái cô chú rồi. Để tay vô thử nóng không xô. Nóng nha mọi người. Nóng. Từ lần cái này không được đụng. Ừ, nó nghe. Rồi tắt đi. Rồi, okay. Bây giờ chúng ta còn cái gì nữa nè? Còn cái là gì? Cái đó là gì? Cái này là mấy cây dao, tấm thớt cắt nè. Nè. À đúng rồi. Rồi cái chai này cái gì đó? Chai đó dầu ăn. Đúng rồi đó, chắc vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta nhấn thôi. Giờ chúng ta vào việc thôi. Ok. Chiến gì chứ là chiến gì? Chiến trứng chút đi nè, trứng nè. Rồi, trong đây mình sẽ có một cái sticker để mình dán vô mấy cái chai này nha mọi người. Wow. Cái sticker Miu. Miu là sữa. Wow. Dán vô. Wow, chị ba hay quá à. Từ dán cho nó đều từ từ. Wow. Thì ra cái này là cái bình sữa. Chứ lại là chị dầu ăn. Chị ba ơi, còn ba mặt cười nè. Ý, chị ba ơi, mình dán cho đấy nè. À, mình phải dán vô cái mặt cười dán vô đó không? Dạ. Cái sao dán đi. Của mình siêu tóc nè. Em cảm ơn. Nào dán sao? Ờ dán này. À, cái tay em run dữ lắm. Rồi. Yeah. Tiếp. Ờ, ở đâu? À đây nè. Cái nắp hả? Cái nắp gỡ. Nè, cái nắp nó tốt trong nè. Đấy rồi. Wow. Rồi. Giờ mình còn miếng cà chua là dán vô cái chai này. Giờ cái này là cái chai cà chua chứ không phải là cái trà đâm tiêu. Quá sai, thiệt là quá sai. Thiệt lắm hay sao? Thiệt quá. Ủa gì hả? Về đây nha. Wow. Chị ba mình hay quá. Chị ba của mình là số 1. Rồi còn xinh, rồi còn mặt cười. Đúng rồi. Rồi lại là cái chai cà chua. Chị ba còn một mặt cười rồi giờ dán đâu? Dán mặt xuống. Thôi dán mặt đi. Cười mà dán mấy điện từ đi. À mình dán đây đi. Ê đúng rồi, trời ơi. Cái gì vậy? Biết chưa không vậy? Được không? Đúng rồi. Yeah. Thôi ba bỏ nha. Rồi. Giờ chúng ta đã có trứng ốp la, cánh gà, thịt, dí bắp. Giờ mình sẽ kiếm thêm nguyên liệu rồi ăn đó nha. Yeah, chúng ta đi thôi. Ta đi thôi. Yeah. Cô sẽ hát hai lời biết nha. Wow. Bạn coi quy trình khép kín của mình. Mình sẽ lấy từng cánh hoa. Ấy, chưa gắt nữa. Đây. Còn nhấp luôn kìa chị ba. Dạ ba bỏ vô đây hả? Nè. Em hái gấp đôi mình luôn. Em hái nhanh lắm. Nè, trong đây nè. Chiu. Ở đây. Quả đang ta ở đây.
lại luôn. Ủa là nó uống được không vậy chị ba? Được, làm cháo á. Hả? Ở trong đây còn không nhỉ? Trời ơi, để đầu quang quang, trong đây có nè. Chị ba, nè. Mọi người thì đây là cái lá trình lộn của em. Ủa lá vậy? Lá đậu đồng. Chị hả? Lá đậu đồng. Tại bức lá đậu đồng phụ nè bác nữa. Mẹ đừng coi video này. Tại sao vậy? Cái quy trình của tôi không có hai cái lá này. Biết không ạ? À? Cái gì vậy trời ơi má đất. Không sâu. Mấy trái này cũng là mấy trái thanh dây của mẹ. Nên sai vô. Đi vô tại hình mẹ đi. Ôi đâu chị ba trái thanh dây đâu. Một trái. Cầm đi, cầm đi. Dạ. Cái này nó bị nhéo đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu ăn thôi. Yeah. Giờ Cưng sẽ làm con nấu món gì? Chị ba đưa cho em ăn cắt. Chị cứ cắt thôi đâu biết đi. Dạ. Ba sẽ nấu canh. Dạ. Yeah. Cắt không được. Được mà. Gió hỏi bay. Rồi để vô mình cắt cái chén mình để đựng vô. Ừ. Không có dao hả? Dạ. Thôi chị ba sẽ lật này nấu canh ha. Dạ. Cưng quá chị ba. Thôi giờ bộ xanh này đi. Được mà. Tiếp theo. Ý. Lật lá nấu canh. Nói với ai ăn canh này. Mình cố gắng hết sức để mình cắt. Cứng quá. Làm không nổi luôn à. Chú bỏ ở đây miếng nha cho màu màu nha. Ok, chút chúng ta sẽ nấu nước nha. Chị ba sẽ nấu canh. Wow. Cố gắng hết sức để cơm, rồi. Chúc caramel ăn nha. Ok. Chúc cùng xem caramel ăn. Rồi. Em lật lá ra hết rồi. Mở nước vô cái lá nấu canh của tôi. Sẽ đổ nước vô. Rồi. Bắt lên. Thôi, con lấy thêm mấy cái đi làm cho nhanh. Hồi nhỏ phải chơi này lắm mới xong. Dạ. Hồi nhỏ chị ba phải chơi này lắm. Chị hả? Mà mẹ có mua cho chị ba không? Mẹ không có mua. Ê, cúng quá các cô chú. Rồi mình sẽ bắt mấy biện tượng lên các bạn. Hả, nghe chưa? Đồ chơi giờ là có mấy biện tượng nữa nghe chưa? Lên nhiệt đỏ nè. Ủa đâu? Ừ, nghe gì không? Tiêu rồi. Bắt bên đây nè. Bên đó bên kia kìa. Đó. À, nó lên. Chưa. Khét luôn rồi. Rồi. Nổi đi. Rồi đó. Chị ba cắt không được. Trời nó thú vị. Này mình sẽ làm món tráng miệng hoa đậu biếc nha. Mình đổ nước vô. Cho cái nước nó ra. Nó ra mà lắm cho mình. Chín rồi kìa, soi dữ rồi kìa. Soi dữ rồi. Cái này là phải. Đó, cái này nè, cái này là có tác dụng rồi nè. Mình sẽ nhắn những cái này xuống cho nó ra màu. Chị ba ơi nè, em bỏ vô nè. Nè, gọi chị nhắn này xuống đi. Chị ba đi dầm nó đi. Chị ba cắt đi, em nói cho. Chị dầm nó đi, chị dầm nó đi. Chạy. Ủa, nó đang hỏng nè. Wow, nóng thiệt đó mọi người. Wow, nước nè. Không hề sôi. Thôi, đây nè, dấu canh của tôi đi. Wow. Chuẩn cơm nhà nấu. Chuẩn cơm nhà nấu luôn. Chú cũng không dễ thương miếng canh đâu. Đó, ngon. Ngon. Ủa, ăn chay vậy? Chúng ta sẽ bỏ miếng hoa thiên lý luôn nè. Chị ba ơi. Chị ba. Sao? Những cái này được chưa? Đó, là nào nó dặn thêm nữa đi. Cảm ơn.
gì nữa đây? Xanh mỡ sẽ muốn bỏ miếng cà chua gia vị vô. Để lại đi giờ. Đây là cho sữa hả? Không có sữa được. Bỏ cà chua. Cà chua bỏ rồi. Bỏ tiếp. Rồi. Xanh đã sôi rồi, mình tắt thôi. Tắt thôi, rồi. Đây, mình sẽ múc ra chén. Wow, canh bữa nay thật là ngon. Đây bạn ơi, cho mình xin miếng nước. Ơ bạn đừng có dặm như vậy nữa. Đã nãy mình kêu mình dặm, bạn dặm rồi, sao bạn cắt vô hoài vậy? Tại vì con thôi được nha. Rồi, được rồi. Gì hả? Hả? Gì hả? Chúa à. Ây da, nó ra màu dính tay. Xua qua nướng thịt đi. Ok. Xiên vô đi. Mình sẽ thêm miếng gia vị màu xanh này vào nè, cái ly chén canh của mình. Lửa lên nướng thịt đi. Thật là đẹp, vừa có màu xanh. Chứ. Nóng hả? Diễn diễn cho tới luôn. Các bạn thấy cái món canh nào á, cái màu cái lá của nó thì màu xanh lá cây mà cái nước của nó thì màu xanh da trời chứ. Để nấu như vậy mình mất 7-7-4-9 ngày. Chị ba ơi, đưa cho em cái chảo chị ba. À. Gội tống cái chân rồi. Bạn dính cái này là cho mình coi, gội luôn nó văng luôn thấy không? Tạo bạn không á? Tạo bạn mà. Từ từ để mình múc hết cái nước này đã. Món canh thì còn ngon. Đây, chị dọn ngay nha. Sao bạn muốn mình làm gì? Bây giờ chúng ta nấu trứng. Lấy cái chảo. Okay. Chiên với ốp la đi. Chiên với ốp la nha. Rồi chúng ta sẽ móc lên. Chúng ta sẽ chiên trứng ốp la nha. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Ai à, từ thôi. Nhớ lấy cái này cái gì nè, đúng không? Đúng rồi. À, cái này kia cũng được. Thôi cái này đi. Wow. Đã quá, có dòng trứng đỏ rồi chị ba. Ừ. Dòng trứng lao lên trời hay quá trời. Làm sao mà nó đẹp như vậy là được nha các cô chú. Là gì nè. Trời ơi, trời ơi. Để con múc thử ăn thử được không? Không, màu đẹp cũng chưa đều lắm. Đếm thử nó coi. Rồi đủ nè. Chị kia nấu ăn gì mà cười kêu mũi kêu đội. Chơi mũi. Trời ơi, cái màu đẹp này. Cái món canh của tôi sẽ thú vị hơn. Dạ thiệt á. Xua xong chưa? Chưa. Trang trí vô. Xong một bữa món ăn đây. Trứng ốp la nè. Chị ba ngồi phải không? Rồi tới chị ba sẽ xào món hòa đậu biếc này. Rồi bây giờ em nướng cái này. Đó đây là bạn. Còn đậu bếp chỗ tài nè bạn. Ờ. Wow. Lấy cái này nướng chị ba. Lấy cái này nướng chị ba. Lấy cái này. Đâu chị ba? Đâu rồi? Đâu. Nhưng chị ba nấy lấy sao, rồi. Sao cái trứng này lạnh tanh vậy? Trứng này vẫn còn ở đây. Cái này là cái gì vậy ta? Không biết nữa. Cái sáng sáng. Bắt lửa lên. Ủa? Trắng này. Trắng này. Rồi. Wow, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ui. Chắc luôn. Em sẽ đi nướng mở trứng gà với
dính bắp với thịt vịt thịt đi cho ba. Thịt ba chỉ, bò ba chỉ. Thịt bò ba chỉ. Rồi. Bây giờ thịt là gì? Bắp, bắp chín rồi. Đây đừng có chín. Mày ồn quá tắt. Em chọn cho có hình thức là mệt quá thì mệt rồi. Rồi, xong rồi bữa ăn luôn. Xong rồi bữa ăn là các cô chú ơi, thêm một lần nữa rồi. Rồi bây giờ chúng chết. Bây giờ chúng ta lấy cánh gà chỗ này đi, rồi bây giờ chúng ta sẽ chiên xúc xích nha. Rồi để lên. Ôi, nó làm xanh rồi các cô chú. Hồi đó khi mà không có biết điện từ á, mình chế trò chơi này, cái khúc này mình nấu này, mình biết mình làm gì không? Mình tự xì lên á. Để nấu một nấu lên trên tượng tự dặn giáo. Ai cũng vậy, ai hồi nhỏ cũng vậy. Chứ bây giờ đâu có phải như là bấm mà bếp điện từ kêu xì xì gì đâu, thấy không? Có đâu. Chị chưa tặng kêu bằng miệng luôn. Chính chưa chị? Chưa. Rồi món này cái dĩa tôi đâu rồi, tôi hết dĩa hả? Hết rồi. À, chết rớt xúc xắc. Tắt thì ổn. Hết dĩa rồi. Thôi vậy bỏ vô đây thành rau trộn đi. Đang chiên mà tự nhiên thành rau trộn mà. Rồi, món này nóng chín rồi, rồi mình sẽ gấp ra nha. Rồi, xúc xích chín rồi. Bỏ lên này. Thịt ba chỉ cũng chín rồi. Như tụi mình rồi, một cuối cùng là chúng ta sẽ nướng cánh gà nha. Trời trời. Gà chưa có lửa dưới luôn á nha. Ôi trời. Gắp không xong nữa. Cái này sẽ là nước. Đó là rượu vang của hai đứa mình uống. Rồi bây giờ cho ba đổ đi. Ở sao rồi? Xin lỗi. Quán ăn này thấy tày hầy lắm không? Rồi, đúng rồi, con chưa lấy chén nữa. Rồi đi em. Thế nào? Được chưa? Đây là hai ly rượu qua đậu biếc mình mới chế biến. Đây, mình đây. Hiểu sữa. Mình sẽ đổ miếng sữa vô. Chưa kịp uống rồi bạn lấy nè. Đổ vô chứ sao uống sữa, sao uống bạn. Ngon quá. Các bạn cắt được cái này ra, mình sẽ cắt cái này ra. Bạn ơi, lấy cái dao này bạn ơi. Nè. Ở sao cắt bạn. Bạn coi nha, do Thái Lan. Bạn thấy coi do Thái Lan đấy. Cắt không được. Còn mắc gì không mà dao vậy má. Cắt nó làm sao. Trời đất ơi, bạn biết gì chưa? Rồi, bây giờ á, con giả bộ là trứng. Trứng nó chưa có chín, nên bây giờ con sẽ nướng thêm luôn nha. Rồi, cánh gà chín rồi. Tiếp. Chơi cho thiệt cái vụ giả bộ. Tại bạn ơi, bạn gãy luôn rồi. Ơi, cái lá này nè. Thôi kệ cho ăn. Nướng. Sao cái này mình gõ không được bạn ơi. Mình lấy máy cắt. Trời, thì gửi ra cái máy cắt nó cũng hơn cái dao miếng nổi. Tôi sẽ cắt cái này. Biết lấy gì ra không? Găng. Cho em mượn cái nồi này đi. Ăn đi bạn, mình mới. Cái gì vậy? Em nấu cái này cái. Nấu gì? Bây giờ mày biết cục gì rồi, cục lá quả. Đúng rồi. Rồi bây giờ con ấy bỏ cục lá quả vô, mình nấu gì thuốc bắc á, nước sâm. Đúng rồi, nấu sâm. Hay quá, Carmen đúng là thiệt là trí tuệ. Ê bún mà chút vậy á, Carmen xứng đáng được uống mấy cái nước này. Trời ơi trời, sao cái trứng của bạn đem nướng mà bạn đem qua đây luôn vậy? Không, mình luộc. Luộc là luộc trứng này nè. Luộc là luộc trứng này nè. Mình luộc trứng đó đúng rồi. Bỏ ra, bỏ vô. Mình gửi cục lá quả ở đây luôn đi. Đổ nước vô luộc. Nè, nước bạn nè. Cái cục lá quả của mình bỏ ở đây luôn đi. Nè,
nước bạn nè. Bạn đừng có ngáo nữa. Cái nước điện tử của tôi rồi. Nhà hàng này làm ăn ướt hơi dữ. Rồi mình sẽ bỏ một miếng bông lá vô. Bỏ miếng hộp mà. Trời ơi, cháy miếng điện tử của tôi rồi. Không sao. Mới mua mấy tỷ. Trời. Hết rồi chứ. Nhà nghèo được có cái điện tử. Trời ơi, bể phim ra luôn rồi. Đừng sợ pin. Pin ra rồi. Chưa, mình bỏ vậy cái lá vô cho nó thơm. Đúng rồi, bỏ vô. Rồi, bạn dầm cái này ra đi cho nó ra nước. Cái cây dầm của mình nè. Anh đừng bắt nó lên, ồn lắm. Vậy rồi, hay quá. Đây nè, thấy chưa, đó là cái trứng. Ơi, ơi. Rồi, để lắp lại. Đây, đã lắp. Món ngon. Mọi người chưa? Bạn nghe là cái này bạn chơi được thôi nha. Chứ mốt lớn bạn nấu ăn rồi bạn lấy cái này còn lại cái trứng là bể trứng. Trứng nè bạn. Bỏ vô đây. Món cần nữa. Cái này để trứng hả? Thắng kêu cho mình nha. Ôi. Cái này gắp này được không ta? Ý không? Từ trưa tụi mình sẽ có món ăn gì đâu. Đây. Đây tụi mình sẽ có những món ăn như thế này. Đó. Rồi. Rồi bây giờ bỏ đâu? Nó rồi bỏ hả? Bỏ rồi. Rồi bỏ đâu giờ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp. À, ấy, ấy. Xin đẹp. Ôi ôi. Bỏ keo vô luôn. Cái món này món gì vậy? Món gì lạ vậy? À, trứng trên dây. Trứng trên dây. Chúng ta không được không lên nước nha các bạn. Chúng ta không được lấy nước, chúng ta chỉ lấy những tất cả mà chúng ta đang luộc thôi. Không lấy nước nè, nước nè. Có rồi. Nước cả này không lấy nước. Ở đây. Lẹ đi bạn ơi, bạn mệt bạn quá à. Rồi. Rồi, xong một bữa ăn. Xong một bữa ăn, bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Tôi sẽ dọn bếp chúng ta ăn. Đây, đây, chưa. Mình sẽ dọn để bếp qua đây. Một chút. Ôi chết, chín. Chín. Rồi, để lò nướng vô đi nha. Đây là chúng ta sẽ xem cái cây này vô bắp nha. Xem được nè. Wow. 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 Nướng. Trời ơi, gì nãy vậy không biết cầm nướng. Nướng gì nè, mình nướng thẳng được không? Đó. Rồi. Rồi đi. Ăn đi. Cho cái này ăn à. Là giờ sao? Ngon. Không ngon. Bây giờ cái món này của cưng này cho cưng nè. Thank you. Đây. Ngon quá. Ơi có cái bát hương của trứng không. Món này là ngon, món này là tự mình sáng tạo món canh. Giang uống canh nước biển. Ngon quá hả? Caramel giọng hết cái chén này giùm tôi. Ngon lắm mọi người, thấy vậy thôi chứ ngon. Xin lỗi em kìa. Xin lỗi bạn. Cái tay ướt. Bạn xứng đáng được ăn một muỗng này. Xong sẽ ăn rau. Mình rau ăn... để giảm cân mình... đẹp da cho mọi người. Mình sẽ ăn trứng nha các cô chú. Ôi ai ai ai. Nè cho mẹ ăn đi cho mẹ. Trứng nè các cô chú. Vô nè. Uống nè. Ê. Ngủ nè, ăn gì dữ vậy? Ngon quá. Vô nè. Vô. Ủa sao uống hết, uống 100 đi. Uống hết 100 đi. Sao vậy? Sao uống vậy? Chị sẽ đổ thêm nước nữa. Cái màu này nè.
sẽ đổ nhiều cho ramen uống nè, ramen. Chín rồi, cho mình ăn xúc xích đi. Ngon quá. À, ngon. Đây, mình thích ăn thịt gì cho ba? Thịt bò ba chỉ. Thịt bò ba chỉ bây giờ. Thịt bò ba chỉ. Chị ba sang xúc xích. Chị ba xúc xích, em ăn thịt bò ba chỉ. Rồi bây giờ thịt ba chỉ cuối cùng của đi chín rồi, bây giờ có ăn nha. Vô. Sống có muối tiêu sao ăn? Muối tiêu là gì? Muối tiêu là tiêu đó. Có cà chua được không? À, cà chua, ăn cà chua đi. Đường cà đó, đúng rồi, tương cà đó. Đúng rồi, ăn ngon. Ăn đi, caramel. Mời caramel ăn. Nó ăn thời kênh. Trời ơi. Đúng. Nhớ nha. Bỏ thì tha cho nó đi. Ờ, tôi thích ăn cái trứng rồi. Bây giờ tôi sẽ ăn cái trứng thật. Trứng sống nha mọi người. Đó, không nha. À. Rồi ăn đi. Trứng này ngon không? Cơm lẹ đi rồi còn đi học nữa. Rồi ngon quá. Bữa nay hai mình nấu cơ rồi ăn ngon quá. Quá ngon luôn. Ăn dữ gì trời. Ăn cái trứng người ta ăn bể luôn vậy á. Kìa. Trứng chạy. Ăn vô thử, thử được không? Ăn đi ngại gì ngon ngon ủa đó ngồi kỳ quá trời. Giờ là chơi này Xu thích không? Dạ thích. Cô của bạn Sumo gửi cho phải không? Dạ. Nhưng mà có lời bị rồi chơi ba nấu không ngon. Nấu ngon mà ăn thử, ăn thử lại đây copy. Dạ. Ngon thiệt. Rồi ăn, ăn cái nè. Ăn lẹ đi cô chú nhìn kìa. Ăn cái nè. Chú hù nó cái chỗ nào rồi á. Nè. Chị xe luôn. Nhá. Cô hù nó cái lẹ cho nó ăn lẹ này lẹ đi. Chú hù kìa. Chú cái trời cho trời ghê quá. Ăn lẹ rồi chú nó bắt giờ chú nó quen bắt. Lẹ lên. Ăn lẹ lên, ăn lẹ lên trời, có một muỗng nữa thôi. À. Ăn lẹ lên, ăn một muỗng nữa thôi. Nè, ăn một muỗng nữa nghe, ăn một muỗng nữa thôi. Mày tối ngày mày ăn cái gì đó mày. Nhả ra ăn cái này dễ gan nha. Không chịu ăn rồi. Bà lì quá, bà này ăn đồ muỗng không à. Phan đừng ăn cánh gà nữa. Nè, ăn muỗng nó nghỉ, ăn muỗng cơm nó nghỉ rồi lại đi. Chú ơi hù nó cái chú. Thầy anh vậy đó. Nè. Không ăn hồi chưa chú nó bắt á, chú nó bắt. Chơi này rất là vui. Cô vô. Nè nè nè, uống canh. Cô chú nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mấy chị em con nha. Tạm biệt các cô chú. Rồi, uống lại đi con.